Trên thảo nguyên rộng lớn, các loài vật thường xuyên có những cuộc chạm trán nhau. Sự sinh tồn của các giống loài phần lớn dựa vào sức mạnh và sự mưu trí, nhưng đôi khi cũng có yếu tố may mắn. Loài mèo di chuyển nhanh như chớp. Loài ăn cỏ được thiên nhiên ban thêm cho sức mạnh, khiến chúng không ngại va chạm. Cả con mồi lẫn những kẻ đi săn đều phải chuẩn bị các kỹ năng để đối phó nhau. Những cách thức đối đầu nhau giữa các loài vật giúp chúng ta hiểu được câu chuyện về những điều kỳ diệu mà chúng có thể tạo ra, cho ta thấy sức mạnh bên trong bắp thịt của chúng, đặc biệt là trong những lúc gây cấn, có thể quyết định sự sống hoặc chết trong nháy mắt. Hầu hết các lục địa đều có những đồng cỏ, trong số đó có rất nhiều đồng cỏ rộng lớn. Và trên những đồng cỏ rộng lớn ấy là hình ảnh của nhiều đàn động vật với số lượng khổng lồ. Chúng di chuyển nhờ móng vuốt, ăn cỏ và thường xuyên xuất hiện theo từng đàn lớn. Sự xuất hiện của chúng thu hút sự chú ý của những động vật săn mồi dữ tợn nhất trên đất. Cuộc chiến giữa động vật ăn cỏ và những kẻ ăn thịt kéo dài vô tận. Cuộc chiến này dẫn đến những cuộc chạm trán kịch tính nhất trong tự nhiên. Bên cạnh đó, còn có những cuộc đối đầu trong cùng một giống loài. Một số loài vật nhỏ xây dựng pháo đài bên dưới mặt đất, trong khi những loài săn mồi lớn có thể xuất hiện bất ngờ từ trên cao. Các cảnh rượt đuổi giữa những đấu thủ nhanh nhất thảo nguyên đều được xem là những khoảnh khắc kỳ diệu. Chứng kiến được những cảnh ấy cũng giống như chúng ta đang đứng trước những điều kỳ diệu. Việc ghi hình những khoảnh khắc ấy từng được xem là bất khả thi, bởi khó có thể đuổi theo để ghi hình một con báo ghê ba đang chạy nước rút và quá bất ngờ để kịp nhìn thấy một con chim lao xuống chộp lấy con mồi. Sư tử thường ẩn mình trên thảo nguyên. Việc quay được cảnh mà thời gian dường như dừng lại như thế này có thể giúp chúng ta khám phá được những điều bí mật ẩn chứa ở một trong những cuộc chạm trán gây cấn nhất của tự nhiên. Những cuộc chạm trán thường gặp nhất trên thảo nguyên sẽ ra giữa những đàn linh dương và các đàn sư tử sống dọc theo tuyến đường di cư của chúng. Hàng triệu con linh dương phải liên tục đối đầu với vài chục con sư tử. Đó là những cuộc chạm trán mà sự chiến thắng hiếm khi thuộc về số đông. Giữa thảo nguyên trống trải như thế này, sư tử vẫn có thể tìm được chỗ nấp. Chúng được xem là bậc thầy trong nghề đi săn. Trên thảo nguyên, linh dương không có vẻ gì là một đối thủ đáng để dè chừng. Nhưng loài vật hiền lành này cũng có những khả năng đặc biệt. Trọng lượng của linh dương tập trung vào phần thân trước và ở phần phía trên của cơ thể. Đặc điểm này giúp linh dương có thể phi nước kiệu hàng trăm km. Do các móng cơ cuộn chặt vào thân trên của cơ thể, nên linh dương có đôi chân rất gầy và nhẹ. Loài vật này có thể chạy ở vận tốc hơn 60 km/h. Móng vuốt của linh dương có một tuyến dầu tiết ra mùi, giúp từng cá thể có thể lần theo đàn cho dù là trong bóng tối. Cơ thể của linh dương đã được tiến hóa để thích hợp cho việc di chuyển. Mỗi ngày của chúng đều là một cuộc đua để sinh tồn, bởi kẻ đi săn không chỉ rất nhanh nhẹn mà còn xảo quyệt. Sư tử đi săn dựa vào thị giác nhạy bén hơn con người gấp nhiều lần. Chúng theo dõi linh dương từ xa, nhưng con mồi của sư tử lúc nào cũng cảnh giác, và điều này khiến cho các cuộc đi săn của sư tử chỉ thành công với một tỷ lệ rất khiêm tốn.
cứ 7 vụ tấn công của sư tử thì có đến 6 vụ kẻ đi săn phải chuốc lấy thất bại. Khi phát hiện nguy hiểm, linh dương thường bỏ chạy. Nhưng đôi khi, chúng cũng chọn cách tập hợp lại để che chắn cho những con linh dương còn non. Nếu đó chỉ là một sư tử đơn độc, một vài con linh dương còn gan lì quay lại đấu đầu với kẻ đi săn. Đối với linh dương, cỏ chính là sự sống. Nhưng cỏ cũng che giấu cho kẻ thù của chúng. Con sư tử này đã nhìn thấy một cơ hội. Một con linh dương mẹ và một con non dường như đang bị lạc khỏi đàn. Sư tử có thể vượt qua khoảng cách 15 mét trong chưa đầy 2 giây. Một bất ngờ gì xảy ra, đó là con sư tử cái đã bỏ qua con linh dương non, một mục tiêu dễ dàng đối với nó, để đuổi theo con linh dương mẹ. Tại sao con sư tử lại hành động như thế? Để có được câu trả lời, chúng ta phải quay lại thời điểm trước khi kẻ đi săn mở cuộc tấn công. Khi đã tiếp cận linh dương ở một khoảng cách thích hợp cho việc tấn công, mà đối tượng chưa hề hay biết, sư tử dường như tin rằng cơ hội giành chiến thắng của nó rất cao, nên quyết định nhắm vào con mồi lớn hơn. Khác với cặp chân dài và gầy của linh dương, chân của sư tử ngắn và có nhiều cơ bắp hơn. Điều này khiến cho cuộc rượt đuổi giữa sư tử và linh dương giống như cuộc rượt đuổi giữa một vận động viên chạy nước rút có sức mạnh với một vận động viên chạy marathon có sức bền. Khi tấn công, sư tử thường nhắm vào sườn của linh dương. Lúc đã gần sát mục tiêu, con sư tử sẽ nhảy chồm lên. Bàn chân trước của sư tử ngay lập tức mở rộng ra, các vuốt cắm chặt vào thân của con mồi. Dù linh dương nặng hơn sư tử, song nó không có khả năng giữ vững cơ thể trước những đòn tấn công như thế này. Đôi vai khỏe cùng đà chạy của sư tử có thể khiến con linh dương mất thăng bằng và ngã xuống. Và một khi đã ngã, linh dương khó có cơ hội thoát thân. Lúc này đây, bộ răng của sư tử mới bắt đầu làm việc. Sư tử thường cắn vào cổ hoặc khóa mõm của linh dương. Những chiếc răng nanh dài như dao găm của sư tử cắn vào mõm của con mồi, làm cho con mồi ngạt thở. Sau đó, những cái răng phía trong của sư tử mới cắt từng miếng thịt của con mồi ra. Cả cái lưỡi của sư tử cũng có những tế bào gai dày đặc, đủ làm cho con mồi bị đau khi nó dùng lưỡi liếm vào vết thương con mồi. Thật khó để chúng ta nghĩ đến có một loài có thể cạnh tranh với chúa tể muôn thú, cả về tốc độ lẫn sức mạnh, cả về bộ hàm và bộ chuốt. Nhưng thật sự là có loài hội đủ những đặc điểm này. Thêm vào đó, chúng còn có thể bay. Dù có vũ khí, kỹ thuật và biệt tài săn mồi, song không phải lúc nào đại bàng giáng cũng thành công trong chuyến đi săn của chúng. Trong một số trường hợp, thỏ có thể thoát khỏi móng vuốt của đại bàng dù phải đối mặt với một cuộc tấn công đầy bất ngờ. Để hiểu rõ tại sao một kẻ yếu lại có thể chiến thắng một kẻ mạnh, trong trường hợp này là thỏ và đại bàng, chúng ta hãy xem lại những hình ảnh khi con đại bàng còn bay lượn trên cao, dùng đôi cánh rộng của nó để đón lấy dòng không khí nóng. Xương cánh của đại bàng vàng rỗng, do vậy rất nhẹ. Hầu hết trọng lượng và sức mạnh của chim nằm ở cơ ngực.
sau bên trong chiếc chàng xương đòn nhỏ hấp thụ những xung động khi đôi cánh của nó đập mạnh mẽ. Cấu tạo đôi cánh như thế này rất lý tưởng để đại bàng bay vút lên cao. Nhưng so với đôi cánh tốc độ cao của các loài chim ăn thịt khác như chim cát, thì đôi cánh của đại bàng khiến nó khó quay đầu ở những góc hẹp, một điều mà thỏ lại rất thành thạo. Lợi thế của đại bàng là có thể quan sát được ngay cả động tác co cơ thể lại của con thỏ từ khoảng cách hàng trăm mét. Loài vịt này nổi tiếng là có cơ quan thị giác siêu nhạy. Kích thước cầu mắt của đại bàng còn lớn hơn kích thước bộ não của chúng. Đại bàng có thị lực tốt do trình võng mạc trong mỗi con mắt đều có hai lỗ hổm ở giữa, so với lỗ hổm ở giữa mắt người thì nhiều hơn một. Một trong hai lỗ hổm này chuyên nhìn thẳng, lỗ còn lại thì nhìn nghiêng. Như vậy, phạm vi nhìn của đại bàng rộng hơn rất nhiều. Ngoài ra, mỗi cái ống trong lỗ hổm giữa mắt của đại bàng cũng có nhiều tế bào hơn mắt người nhiều lần. Do đó, độ sắc nét của hình ảnh mà mắt đại bàng có thể nhìn thấy cao gấp 3 lần so với ở mắt người. Sau khi phát hiện con mồi, con đại bàng lao xuống. Nhưng thỏ rừng tai to không dễ đầu hàng. Đôi chân sau của nó đẩy cơ thể lao về phía trước với vận tốc hơn 64 km/h. Cấu tạo đặc biệt của hộp sọ giúp nó luôn giữ được sự tập trung dù nó phải lao đi với tốc độ chóng mặt. Hộp sọ của thỏ có khớp hấp thụ da chạm, giúp nó ổn định tầm nhìn khi đang chạy nhảy ở tốc độ tối đa. Các đầu cánh của đại bàng trông có vẻ rời rạc, nhưng đó là những chiếc lông riêng rẽ, hoạt động như những chiếc cánh nhỏ. Đặc điểm trên giúp đại bàng lấy đà bay lên dễ dàng, cũng như sẵn sàng cho việc dừng lại ngay lập tức. Không một chiếc máy bay nào có thể làm được như vậy. Nhưng trong lần săn mồi này, có điều gì không ổn đã xảy ra với con đại bàng. Đó chính là việc con thỏ đột ngột dừng lại khi đang chạy. Chính việc thay đổi tốc độ của con thỏ đã khiến đại bàng quá đà. Giống như một con cá đang mắc cạn, giờ đây con đại bàng chỉ còn cách trượt theo con mồi bằng chính đôi chân của nó. Và như vậy, nó không tài nào chạy nhanh hơn con thỏ. Đây chính là một bằng chứng cho thấy sức mạnh, tốc độ và vũ khí săn mồi tuyệt hảo cũng chưa chắc mang đến thành công cho kẻ đi săn. Nếu những kẻ săn mồi sở hữu chiếc răng nhọn, móng vuốt sắc bén hay độc độc, thì con mồi cũng có những vũ khí tự vệ riêng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ thù lại là đồng loại của chúng? Các vùng thảo nguyên của Bắc Mỹ đang vào cuối mùa hè, ngày cũng bắt đầu ngắn đi. Lũ bò rừng đang chuẩn bị bước vào mùa sinh sản. Và như thường lệ, đây là lúc những con bò đực trong đàn bắt đầu tấn công lẫn nhau. Trong khoảng thời gian này, những con bò đực sẵn sàng lao vào nhau để giành con cái. Những cuộc đấu tay đôi như thế này vẫn quyết liệt hơn, và kẻ chiến thắng phải vượt qua rất nhiều đối thủ. Con bò đực nào cũng quyết tâm ngăn chặn đối phương tiếp cận với bò cái. Khi bò hút bò, đây là một sự va chạm thuần túy. Cơ thể của loài vật lớn nhất Bắc Mỹ được cấu tạo như thế nào để giúp chúng tránh bị tổn thương trong các cuộc đấu liên tục như thế? Ngay từ khi mới chào đời, bò rừng đã có dáng dấp của bố mẹ chúng. Từ hành động chạy nhảy cho đến sở thích cục đầu. Những hành động này đã xuất hiện ngay trước khi cơ thể chúng kịp phát triển khả năng chống đỡ. Chỉ trong vài năm, một con bò rừng con có thể phát triển trọng lượng lên mức hơn 900 kg. Đến lúc này, chúng đã có thể trở thành một đấu thủ, sẵn sàng đánh nhau với bất cứ kẻ nào.
Khi một màn giáp lá cà của bò đực bắt đầu, mọi thứ xoay quanh cấu trúc đặc biệt bên trong cơ thể của chúng. Đai xương dày lớn giúp bò rừng tối đa hóa sự chuyển động tình tiến. Cột sống khổng lồ củng cố chiếc cú đặc trưng. Lớp bảo vệ gồm lông và da dày nhiều cm, bao phủ hộp sọ cứng như đá. Lớp lông và da này được xem là tấm đệm bảo vệ trầm đạp nhất tự nhiên. Và cuối cùng là cặp xương khỏe, chắc nhọn, dài hơn 3 tấc. Người ta đo được rằng lượng testosterone của các đấu thủ bò đực tăng lên gấp đôi khi cuộc đấu bước vào giai đoạn ác liệt. Chính điều này đã giúp chúng ít cảm thấy đau đớn. Một trong những kẻ thách thức đã lùi lại và cuối cùng đành bỏ cuộc. Việc bò rừng đực lao vào hút nhau thường chỉ diễn ra trong mùa kết bạn. Đó là một trong những âm thanh quen thuộc mà chúng ta có thể nghe nếu đứng dưới tán rừng. Một loài vật đang tìm cách để nhấn mạnh sự tồn tại của chúng bằng việc liên tục mổ vào thân cây với tốc độ 24 km/h ở tần suất 20 lần trong mỗi giây. Làm sao não của chim gõ kiến lại có thể chịu đựng được sự va chạm như thế mà không bị dở ra từng mảnh? Nếu so sánh theo tỷ lệ trọng lượng cơ thể giữa chim gõ kiến với một võ sĩ quyền Anh, thì mỗi cú gõ vào thân cây của chim gõ kiến mạnh gấp 20 lần cú đấm của một võ sĩ. Chim gõ kiến có mỏ rất khỏe, giúp nó đục lỗ trên thân cây để làm tổ. Bắt sâu và tạo ra âm thanh để quyến rũ bạn tình. Nhưng để có thể tạo ra những va chạm liên tục như thế này, không chỉ đơn giản là nhờ vào chiếc mỏ cứng. Cơ bắp săn chắc, xương sọ cấu tạo kiểu bọc biển xốp, cùng với mí mắt dày cộm đã giữ cho bộ não của chúng được nguyên dạng. Một phần ngàn giây trước khi cú gõ xảy ra, khối cơ dày đặc trong cổ chim co lại, còn mí mắt thì nhắm chặt lại. Một phần lớn lực va chạm được giải tỏa xuống cơ ở cổ, giúp giảm sự tác động lên hộp sọ. Xương chịu nén ở sọ cũng tạo nên một lớp đệm bảo vệ cho bộ não. Trong khi đó, mí mắt nhắm chặt của con chim bảo vệ mắt khỏi các mảnh dở bay ra. Cơ chế sinh học giúp những chú chim này khoan và gõ rất phức tạp. Nhưng phần thưởng dành cho chúng lại rất đơn giản. Tạo một cái lỗ làm tổ để bảo vệ chim non. Dù là chim non trong tổ hay con nhỏ trong hang, trong thế giới tự nhiên, các nơi này thường là mục tiêu của những kẻ săn mồi. Nhưng lúc chạm trán, ngay cả những con mồi nhỏ cũng có những sức mạnh vô song và sẵn sàng đối mặt với kẻ thù nguy hiểm. Âm thanh tạo ra khi con rắn đuôi chuông lắc cái đuôi của nó có thể gieo rắc nỗi sợ hãi cho nhiều loài, kể cả con người. Rắn đuôi chuông nổi danh là những kẻ săn mồi hiệu quả. Cái lưỡi chẻ đôi, chất độc mạnh, chúng chính là hiện thân của sự chết chóc. Một con rắn đuôi chuông đang di chuyển trong cái nóng của chiều muộn. Nó đang đói. Trên những cánh đồng cỏ của bang Bắc Carolina, nước Mỹ, sóc đất là một trong những con mồi yêu thích của rắn đuôi chuông. Một cuộc chiến sắp diễn ra giữa kẻ ăn thịt to lớn với những con mồi nhỏ bé.
Nếu chưa từng chứng kiến, chắc bạn sẽ không thể tin rằng sóc đất có thể chiến thắng kẻ thù to lớn hơn chúng. Sóc đất đã tiến hóa để sở hữu những khả năng phòng thủ cực kỳ thông minh, giúp chúng bảo vệ lãnh thổ và bản thân trước sự tấn công của kẻ thù. Cốt lõi chiến thuật của sóc là đánh lừa đối phương. Chúng quan sát và bắt chước hành động của đối phương. Chiến thuật này đã nhiều lần tỏ ra hiệu quả bởi nó có liên quan đến cách đối thủ nhìn nhận kẻ thù của mình. Một đặc điểm chung của các loài rắn trên khắp thế giới là cơ quan cảm thụ nhiệt nằm ở hai bên đầu. Các hốc này dẫn thông tin nhận được đến các cơ quan dò nhiệt cực nhạy, giúp rắn xác định vị trí và kích cỡ con mồi máu nóng. Hốc dò nhiệt hoạt động giống như con mắt thô sơ, giúp rắn nhận biết những vật thể nào ấm. Dù ngay giữa sa mạc, con rắn đuôi chuông vẫn có thể phân biệt được sự khác nhau giữa nhiệt độ môi trường tự nhiên và thân nhiệt của con mồi tiềm năng. Bằng một cách nào đó, sóc đất đã học được giống như con rắn, hay ít nhất chúng cũng biết cách dùng phương pháp rung rắc đuôi để đe dọa kẻ thù. Khi đối mặt với con rắn đuôi chuông, sóc đất bắt đầu lắc đuôi của nó một cách điên cuồng. Nó hành động như thế này không phải bởi vì đang sợ, mà là đang dẫn máu xuống đuôi, làm đuôi nóng lên. Cách làm này sẽ giúp tăng kích thước cho phần đuôi cũng như cho cơ thể của con sóc. Sự thay đổi linh hoạt của sóc đất khiến rắn đuôi chuông phải dè chừng. Trong khi một vài con sóc lo tìm cách đối phó với rắn đuôi chuông, thì một số con khác kêu lớn để cảnh báo cho đàn. Sóc trưởng thành thường sẵn sàng mạo hiểm để bảo vệ gia đình của chúng. Bởi vì dù có bị rắn độc tấn công, thì một loại enzyme có sẵn trong máu của sóc đất có thể giúp làm giảm lượng độc tố trong nọc rắn. Tuy nhiên, sóc đất còn nhỏ sẽ gặp nguy hiểm nếu bị rắn độc cắn. Và rắn đuôi chuông dường như biết được điều ấy. Con rắn đuôi chuông này bắt đầu bỏ qua những con sóc đất trưởng thành để tìm lối vào hang của sóc đất. Khi hoạt động trong hang như thế này, rắn đuôi chuông trở thành một tên lửa tầm nhiệt. Nó tiến thẳng vào trong hang của sóc đất. Đây là hình ảnh mà không một con sóc da sóc mẹ nào muốn nhìn thấy. Con của nó đang đối mặt với một kẻ săn mồi dữ tợn. Sóc mẹ nhanh chóng hành động để đuổi kẻ xâm lược. Nó liên tục hất đất cát để che kín tầm nhìn của con rắn. Sau một lúc nằm yên chịu đựng, con rắn quyết định rút lui. Trong cuộc chiến kéo dài giữa kẻ đi săn và con mồi, khi kẻ đi săn tăng cường trang bị các vũ khí tấn công, thì con mồi cũng phải tự trang bị các biện pháp để chống trả. Rắn đuôi chuông và sóc đang ở giữa cuộc chạy đua vốn đã kéo dài trong hàng triệu năm như thế. Khi hai loài này đối mặt, khả năng chiến thắng của mỗi bên là ngang bằng nhau. Trên thảo nguyên rộng lớn, những cuộc đối đầu thường xuyên diễn ra. Ba con sư tử cái đang cố cướp một con hươu cao cổ con từ mẹ của nó. Hươu mẹ đang cố đánh đuổi kẻ thù. Hươu cao cổ có cú đá rất mạnh, có thể khiến sư tử bị thương nếu trúng phải. Vì vậy, hiếm khi sư tử cả gan tấn công một con hươu cao cổ trưởng thành. Trong những cuộc đối đầu, sư tử thường gánh chịu tổn hại. Thế nhưng lần này, quá nóng vội vì lo ngại sư tử ăn thịt con mình, con hươu cao cổ đã phạm phải một sai lầm lớn. Nó đã giẫm lên đứa con bé nhỏ đang nằm dưới đất. Sau khi nhận ra đứa con đã chết, hươu cao cổ mẹ đành miễn cưỡng bỏ đi, để lại xác của hươu con cho lũ sư tử. Hơn một nửa số hươu cao cổ con trở thành bữa ăn của sư tử và linh cẩu. Trên thảo nguyên, sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc.
Mọi sinh vật ở đây cho dù mới chào đời cũng phải chịu quy luật ấy. Chúng phải nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi đang diễn ra không ngừng, phải luôn học cách để sinh tồn. Chúng phải biết sử dụng những vũ khí. Voi là loài vật có kích thước lớn nhất trên mặt đất, nhưng chúng vẫn không tránh khỏi những cuộc đối đầu với kẻ thù. Tất cả voi con đều phải vượt qua những bài kiểm tra quan trọng trong thế giới tự nhiên. Chúng phải học cách dùng giòi, cơ quan đặc biệt mà toàn bộ sự sống của chúng phải phụ thuộc vào đấy. Đối với loài voi, giòi là cánh tay, là mũi, là công cụ để bày tỏ tình cảm, là chiếc xe nâng khi cần thiết. Giòi cũng là công cụ duy nhất để voi đưa thức ăn vào miệng. Khi ở trong nước, voi trở thành cái móc, là ống thở, ống hút. Voi con dùng miệng để bú mẹ. Con voi nhỏ này đang cố uống nước cũng theo cách đó. Một con voi nhỏ khác đã biết bắt chước mẹ của nó dùng giòi để uống nước. Tuy nhiên có vẻ như nó vẫn chưa thể điều khiển được cái giòi của mình. Giòi của voi giống như cái lưỡi của con người và xúc tu của con mực. Nó là một cơ quan đặc biệt với hàng ngàn bó cơ xếp dọc. Sự phối hợp giữa các cơ tốt và nhịp nhàng đến nỗi voi có thể dùng giòi để nhặt một đồng xu. Sau khi biết dùng giòi, voi sẽ dùng bộ phận này để đưa mọi thứ cần thiết vào miệng. Đến một thời điểm nào đó, kỹ năng này sẽ được chúng sử dụng như một công cụ cho một trí thông minh cao hơn. Ví dụ như khi chúng dùng giòi chạm vào xương của một con voi đã chết. Giòi không chỉ là công cụ hữu ích nhất đối với loài vật nổi tiếng về kích thước này, mà còn là công cụ linh hoạt nhất trong vương quốc các loài. Từng trận đấu một, chúng ta đã thấy các cuộc đối đầu trên đồng cỏ. Những cuộc đua tốc độ, những cuộc đấu để phô trương sức, những chuyển động uyển chuyển. Mặc dù vậy, thói quen rộng lớn còn ảnh hưởng đến cuộc sống của các loài theo cách khác. Xương, gân, cơ và hệ thần kinh đều được phát triển để tập trung cho các hoạt động cần tốc. Báo ghê ba và linh dương gazelle chính là hai ví dụ cho việc các bộ phận của cơ thể đều được tiến hóa để phục vụ cho việc chạy ở tốc độ cao. Cách thức chiến đấu của các tên lửa sinh học này dường như mở rộng khả năng hoạt động của cơ thể động vật. Khi hai đối thủ trên đối mặt, thành công hay thất bại phụ thuộc vào con nào khỏe hơn và may mắn hơn. Trước tiên hãy xem xét báo ghê ba. Một con báo ghê ba có thể chạy ở tốc độ cao nhất đến gần 100 km/h. Đây là loài động vật hữu nhũ chạy nhanh nhất trên trái đất. Cấu tạo cơ thể của chúng đặc biệt dùng cho các cuộc trình diễn về tốc độ. Xương sống nhẹ và uyển chuyển, chân dài để rượt đuổi, đuôi dài để giữ thăng bằng, đầu ngắn có dạng khí động học. Chúng tăng tốc rất nhanh và có thể lên đến tốc độ tối đa chỉ sau vài giây. Chỉ những máy quay tốc độ cao chuyên dùng mới có thể quay được cảnh con báo ghê ba đang chạy nước rút. Báo ghê ba chạy nhanh như tên lửa. Chúng cần phải như thế bởi vì con mồi cũng chạy rất nhanh. Con mồi ấy chính là linh dương gazelle.
Loài linh dương này sinh sống ở những vùng đồng cỏ thấp, vì thế chúng rất dễ bị phát hiện. Linh dương thích kết bạn và sống theo đàn. Tuy nhiên, do số lượng cá thể trong đàn quá đông, nên cấu trúc của đàn có phần lỏng lẻo. Chúng không nhanh bằng báo gây ba, nhưng lợi thế của chúng là sức bền và có thể đổi hướng nhanh khi chạy. Nếu đo về sức bền, linh dương gazelle sẽ vượt trên báo gây ba. Khi chạy nhanh, ruột linh dương như một piston hoạt động với công suất cao nhằm tối đa hóa lượng oxy đưa vào cơ thể. Ngoài sức bền ấn tượng, linh dương còn có kiểu chạy riêng. Bước nhảy đột ngột, gọi là nhảy cao, là cách thể hiện sức mạnh và sức bền của chúng. Nhưng sự sinh tồn của loài vật này không chỉ phụ thuộc vào hai yếu tố đó, mà lại phụ thuộc vào sự cảnh giác. Chúng phải kịp thời phát hiện kẻ săn mồi thì mới có thể thoát thân. Báo gây ba không để cho con mồi dễ dàng làm được việc đó. Nhờ khả năng tăng tốc nhanh, loài vật này không cần phải tiến đến thật gần con mồi mới mở cuộc tấn công giống như sư tử. Lớp da lốm đốm của báo gây ba có thể giúp chúng ngụy trang. Đây là kẻ săn mồi có thị lực rất tốt. Dệt màu đen ngay dưới mắt có tác dụng ngăn sự chói nắng. Đôi mắt to hướng về trước giúp nó dễ dàng phân biệt màu sắc. Trong mắt báo gây ba, một nhóm tế bào thần kinh đặc biệt giúp chúng tăng khả năng tập trung vào mục tiêu cho dù con mồi đang chuyển động. Trong khi sư tử thường nhắm vào những con mồi già yếu, thì báo gây ba thường đi theo những con linh dương khỏe mạnh, những con linh dương thích tách khỏi đàn. Kẻ săn mồi này đã quyết định tấn công. Nhưng làm thế nào nó có thể chạy ở tốc độ nhanh như thế? Xương hông và xương dài của báo gây ba có thể xoay trên cột sống dài linh hoạt. Chúng cuộn lại và mở ra sau mỗi bước nhảy. Ở những hình ảnh phát chậm, ta có thể quan sát được con báo gây ba gần như bay trên không với một quãng khoảng 6 mét sau mỗi cú nhảy. Cột sống vòng lên hết cỡ, trong khi các dây chằng ở phía dưới và phía trên cột sống cứ liên tục giãn ra rồi bật lại, đẩy cơ thể báo gây ba tiến về phía trước. Khi phát hiện kẻ thù, con linh dương này cố gắng tìm cách thoát thân. Dù tốc độ chậm hơn báo, nhưng linh dương chuyển hướng khi chạy tốt hơn báo. Mặc dù vậy, cái đuôi dài của báo gây ba sẽ phát huy tác dụng trong những trường hợp như thế này. Cái đuôi đóng vai trò như một bánh lái, giúp nó xoay sở với những cú quay ngoắt đột ngột. Dù đang di chuyển rất nhanh, báo vẫn có thể giương chân xô ngã con mồi. Và khi con mồi ngã xuống, nó ngay lập tức tấn công vào cổ kẻ xấu số bằng bộ hàm ngắn, răng nanh nhỏ và cùng. Cú tấn công của báo thường tập trung vào khí quản của con mồi nhằm gây ngạt thở. Hôm nay con báo này đã gặp may mắn. Con linh dương xấu số đã gặp phải một đối thủ đáng gờm. Nhưng dù sao thì đàn của nó, với sức mạnh của số đông, đã có cơ hội sống sót. Một ngày lại trôi qua trên thảo nguyên, và những khoảnh khắc rất nhanh giữa sự sống và cái chết vẫn luôn diễn ra. Sự sinh tồn ở đây chưa bao giờ là chắc chắn. Khi điều kiện sống thay đổi,
các loài sẽ phải tìm ra những cách thức tấn công và tự vệ mới để có thể duy trì được sự sống.